trước đó, ngày 17 tháng 10, sau 4 ngày thẩm vấn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang xác định, ông Nguyễn Thanh Hoài, cựu trưởng phòng khảo thí, và Vũ Trọng Lương, nguyên phó phòng khảo thí, đã bàn bạc, thống nhất để nâng điểm môn trắc nghiệm cho các thí sinh. Ngoài danh sách Hoài đưa, bị cáo Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh. Một mình bị cáo Lương thao tác trên máy tính để sửa thành quả bài làm của thí sinh. Ông Lương đã sửa thành quả bài làm của 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh, điểm thấp nhất 2,2, còn người nâng điểm nhiều nhất là 29,95 điểm. Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt bà Chính 2-2 năm 6 tháng tù lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, ông Khung 1-1 năm 6 tháng tù treo tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, ông Hoài 8-9 năm, Lương 7-8 năm cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Lê Thị Dung, cựu cán bộ công an tỉnh Hà Giang, từ 2-2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Những nút thắt chưa được mở trong vụ án. Cùng với đề nghị mức án, Viện Kiểm sát nêu quan điểm, có hay không nhận tiền, tài sản, tại cơ quan điều tra và tại tòa, hai bị cáo Hoài và Lương cũng như phụ huynh, người thân thí sinh đều khai việc nhờ nâng điểm do quen biết thân thiết, không hữu ích vật chất gì để sửa điểm. Do đó, Viện Kiểm sát nhận thấy, không đủ cơ sở pháp lý kết luận hai bị cáo có động cơ vụ lợi. Song dư luận cho rằng, việc nâng điểm có đơn thuần như bị cáo Hoài trình diễn do tình cảm người chơi bè, đồng nghiệp, hàng xóm, không hề nhận vật chất hay thỏa thuận, dàn xếp hứa hẹn nào khác và chỉ được cho bánh kẹo, hoa quả. Việc bà Dung khai nhờ ông Hoài nâng điểm chỉ để tạo phúc cũng được dư luận đặt dấu chấm hỏi. Ngoài ra, cũng cần để ý những người có liên quan, nhân chứng của vụ án khi họ trả lời hội đồng xét xử rằng không có việc nhờ giả nâng điểm cho con, cháu, em mình, mà chỉ là nhờ xem điểm. Bởi ngay chủ tọa phiên tòa Dương Thị Thu Hà lúc đó cũng phải thốt lên, nhờ xem điểm sao thành quả lại nâng điểm. Điều đó có vô lý không? Không tiến thưởng các gì mà bao nhiêu người nhờ để bị cáo phải vào dòng luật pháp như thế. Các ông, bà suy nghĩ thế nào mà khẳng định không nhờ nhưng thành quả lại thành nâng điểm, trong khi các bị cáo đều là những người ở cương vị chỉ đạo. Thực tế, nhiều thí sinh được nâng điểm đã vào các trường đại học, cao đẳng và đứng tốt đầu. Ngoài ra, theo đại dương sơ vụ án, tại phiên tòa, kiểm sát viên đã lên tiếng nội dung tin nhắn giữa bà Nguyễn Thị Nga, vợ chủ tịch tỉnh Hà Giang, nhờ bà Chính nâng điểm cho cháu. Tuy nhiên, bà Nga không nằm trong danh sách người có quyền lợi, bổn phận liên quan tới vụ án. Về việc này, ông Lê Văn Thiệp, đoàn luật sư Hà Nội, cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm, vi phạm quy tắc công bằng giữa các chủ thể theo luật pháp của Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Theo luật sư, những người trực tiếp hay gián tiếp nhờ các bị cáo nâng điểm cho thí sinh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Họ phải bị xử lý như nhau. Ngay ông Hoàng Văn Hướng, luật sư bào chữa cho bà Chính, trong phần tranh luận cũng nêu kiến nghị điều tra vừa đủ những người liên quan đến vụ án này.